Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020, sáng ngày mùng 3 tháng 2, đoàn đại biểu lãnh đạo các cơ quan, ban ngành thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện do đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn đến tặng hoa và chúc mừng các đồng chí lãnh đạo huyện ủy Thủy Nguyên. Tiếp đoàn có đồng chí Phạm Văn Lập, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, đồng chí Đỗ Tiến Lợi, Phó Bí thư thường trực huyện ủy cùng lãnh đạo các ban đảng của huyện ủy. Thay mặt lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chúc các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, các ban đảng, cán bộ, nhân viên khối huyện ủy cùng toàn thể gia đình các đồng chí nhân dịp xuân mới Canh Tý và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam lời kính chúc sức khỏe và thành công trong mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin yêu. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, những năm qua, kinh tế xã hội của huyện tiếp tục thu được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Ủy ban nhân dân huyện đã phát huy tốt vai trò công tác quản lý và điều hành trên các lĩnh vực, quan tâm chú trọng xây dựng bộ máy chính quyền theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo huyện ủy và các ban ngành đoàn thể huyện, tập thể lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2020 và những năm tiếp theo, cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Ghi nhận tình cảm của đoàn đến chúc mừng, đồng chí Phạm Văn Lập, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy đã cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban ngành dành cho lãnh đạo huyện ủy nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Bí thư huyện ủy nhấn mạnh, với vai trò vị trí của mình, huyện ủy Thủy Nguyên sẽ tiếp tục quán triệt quan điểm xây dựng Đảng là then chốt, tập trung cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ mới, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu trong khối ngoại thành của thành phố, xây dựng huyện Thủy Nguyên ngày càng phát triển nhanh và bền vững.